Chào tất cả các anh chị em. Trong cái bài học số 2 này thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về chức năng conditional formatting. Conditional formatting giúp cho chúng ta tô màu sắc cho những ô nào đó, vùng nào đó, dòng nào đó, cột nào đó theo một cái điều kiện cụ thể. Rồi ví dụ chúng ta có cái bảng tính thế này. Và câu số 1 yêu cầu như sau: là tô màu vàng cho những ô nào lớn hơn 50. Vậy thì chúng ta sẽ làm việc trong cái cột điểm thi. Chúng ta bôi đen này, chọn conditional formatting này, highlight có nghĩa là chúng ta tô sáng. Ở bên này thì nó có những cái điều kiện như sau: lớn hơn. Ví dụ đi, đề bài yêu cầu là gì đấy? Tô màu vàng cho những ô nào lớn hơn. Chúng ta kích vào đây, lớn hơn bao nhiêu chúng ta đánh vào. Màu sắc thì trong này nó có những cái màu sắc có sẵn, chúng ta thích kiểu màu nào thì chúng ta chọn màu đấy. Hoặc là chúng ta vào đây custom này, màu sắc thì nó có hai màu sắc, phông là màu chữ, ví dụ tôi cho chữ này màu đỏ đó, hoặc là fill là màu nền đó, màu gì đó thì chúng ta cho vào, được chưa ạ? Tuy nhiên thì khi làm thì thông thường tôi chỉ sử dụng cái này thôi, được chưa? Ok. Thì những ô nào mà lớn hơn 50 thì chúng ta cho một cái màu gì đó, được chưa? Ok. Đây là điều kiện số 1. Chúng ta căn Z quay lại nhé. Và câu số 2 này: tô màu sáng cho những ô nào bé hơn 50. Chúng ta kích đây, đây là bé hơn này, 50 thì chúng ta đánh 50 này. Có nghĩa là trong vùng đấy, những ô nào mà bé hơn 50 ấy, thì chúng ta cho cái màu gì đó. Và màu sắc chúng ta chọn trong này đó, hoặc là chúng ta có thể là chọn custom. Ví dụ tôi cho phông nền là màu đen đi và chữ là màu trắng đây, ok chẳng hạn đó, được chưa ạ? Tiếp theo này, pick win là gì? Tô màu sắc cho những ô nào trong khoảng màu đó, trong khoảng các bạn để ý nhé, pick win là trong khoảng nhé. Ví dụ tôi sẽ cho những ô nào mà trong khoảng 50 này cho đến là 80 đi, màu sắc gì đó, được chưa? Ok. Thế những giá trị nào nằm trong khoảng nào đó từ 50 cho đến 80 thì nó cho một cái màu đỏ chẳng hạn. Ok. Rồi tiếp theo nhé. Equal tức là gì? Bằng. Rồi tôi giả sử tôi thay đổi cái ô này là 59 đi. Đề bài là gì? Tô màu sắc cho những ô là 59. Đấy thì chúng ta sẽ bôi đen trước, chọn conditional và highlight chọn là equal. Đây bằng bao nhiêu chúng ta đánh vào. Màu sắc gì đây? Chọn trong này, được chưa? Ok. Đó, thì ở trong cái vùng này nó có hai số 59 thì nó cho cái màu xanh. Chúng ta tìm hiểu tiếp nhé. Cái phần này text task, được chưa? Tức là gì? Chúng ta sẽ tô màu sắc cho những ô nào nó có cái gì đó, được chưa? Text task content tức là chữ có cái gì đó trong trong cái ô đấy. Rồi ví dụ là tôi sẽ trong cái ô vùng này đi, tôi sẽ tìm những ô nào nó có số 1. Đó thì chúng ta thấy số 1 chưa? Hoặc là những ô nào có số 5 chẳng hạn. Đấy, đấy là áp dụng cho số. Hoặc là cho chữ thì thế nào? Này, tô màu sắc cho những ô nào nó có cái gì đó, chúng ta chọn text task content. Tôi sẽ tìm những ô nào nó có chữ anh đi. Đó thì dòng nào nó có chữ anh thì chúng ta sẽ cho màu sắc. Hoặc là dòng nào nó có ô nào nó có chữ là chữ link đi, đó thì nó có màu sắc, được chưa? Rồi tiếp tục nhé. Ngày tháng thì chúng ta sẽ làm cái bài khác, vì hiện tại trong này không có ngày tháng. Duplicate, đây, cái phần duplicate ấy có nghĩa là chúng ta tô màu sắc cho những ô nào nó giống nhau ở trong cái vùng nào đấy. Ví dụ trong vùng này chúng ta sẽ tìm những ô nào nó trùng nhau ấy thì chúng ta cho một cái màu gì đó, trùng nhau nhé, giống nhau nhé. Rồi ví dụ ở đây nó có hai cái này,
duplicate tức là những ô nào nó trùng, nó giống thì cho màu gì đó. Còn phần này có nghĩa là những ô nào mà nó không giống nhau ấy, nó duy nhất một số, không trùng nhau, không giống nhau thì cho một cái màu gì đó. Đấy, được chưa? Rồi, còn phần top bottom này có nghĩa thế nào? Ví dụ tôi có một cái đề bài thế này, tô màu sắc cho ba ô lớn nhất và tương tự dưới là ba ô nhỏ nhất. Đề bài thứ nhất là tô màu sắc cho ba ô lớn nhất ở trong cái vùng này, chúng ta chọn là top này, ten item, và ba số lớn nhất thì chúng ta đánh ba số lớn nhất và chúng ta chọn màu sắc. Ok, được chưa? Chúng ta quay lại đề tiếp theo nhé. Ba ô bé nhất thì trước hết chúng ta bôi đen đã. Đây, chúng ta chọn là bottom ten item. Ba ô bé nhất thì chúng ta chọn cái này, thì chúng ta kiểm tra xem có phải là ba cái ô này bé nhất không. 24 43 46, đúng rồi đó. Rồi tôi thoát đi. Thay vì chúng ta tìm bao nhiêu số thì chúng ta có thể là tìm phần trăm trong 100% vùng đấy. Ví dụ tất cả là 100%, tôi tìm là gì, 30% số lớn nhất. Đó có nghĩa là nó sẽ chia cho 100 trừ cho 30% ra cái những số nào thôi, được chưa? Hoặc là gì, phần trăm bé nhất. Còn cái phần above average tức là chúng ta tô màu sắc cho những ô nào lớn hơn trung bình của cái vùng đấy. Tô màu sắc này cho những ô nào lớn hơn trung bình vùng đó, có nghĩa là chúng ta tính trung bình cái này xem được bao nhiêu trước, và sau đó chúng ta xem là trong cái vùng này những ô nào mà lớn hơn cái trung bình của vùng này thì cho một cái màu gì đó. Đây có nghĩa là những ô nào lớn hơn trung bình. Rồi thì chúng ta cho cái màu đỏ chẳng hạn, đỏ. Yeah. Hoặc là chúng ta cho một cái màu chữ màu đỏ. Đấy. Hay là gì, chữ có cái viền xung quanh cái gì chẳng hạn. Tức là viền xung quanh màu đỏ. Được chưa? Rồi, thôi tôi thoát đi. Tiếp tục nhá. Below là phía dưới trung bình. Rồi còn phần data bar này này. Nó giúp cho chúng ta gì, so sánh cho cái độ tương quan giữa các cái con số trong cái vùng đấy. Số nào lớn nhất thì nó cái ô đấy nó sẽ dài nhất, số nào nhỏ hơn thì nó sẽ nhỏ hơn, đúng không ạ? Tức là độ tương quan về cái phần kích thước những cái con số trong cái vùng đấy. Được chưa? Rồi thì để đi sâu hơn ấy thì chúng ta sẽ vào cái phần này. Chúng ta ví dụ tôi có cái đề bài nâng cao một chút này. Trong cột là tên thí sinh, cho chữ màu đỏ nên màu vàng những ô nào, những dòng nào có điểm thi lớn hơn 50 chẳng hạn. Đó có nghĩa là những dòng nào ấy chúng ta sẽ tô màu sắc cho những ô trong này này, với điều kiện là điểm thi của những cái ô đấy nó phải lớn hơn 50. Rồi thì tô màu sắc cho vùng nào thì chúng ta sẽ bôi đen vùng đó. Chọn conditional và chúng ta sẽ vào đây, phần nâng cao lên. Và chọn dòng dưới cùng là dùng công thức. Dòng này là cho phép chúng ta đánh công thức vào. Đấy, phần này cho phép chúng ta đánh công thức vào. Rồi thì chúng ta đánh cho bảng trước. Những dòng nào nó có điểm thi chúng ta nhấn ô đầu tiên này này. Được chưa? Nhấn ô đầu tiên nhé. Và chúng ta tắt bỏ chức năng F4 đi. Chúng ta xóa đô la vào những cái này. Đó. Nhưng mà luôn xét trong cột D đấy. Luôn xét trong cột D này, cho nên là chúng ta phải cố định cái cột D này. Được chưa? Cố định cột D nhưng mà dòng thì nó thay đổi nhiều dòng. Thì chúng ta là gì, bỏ chữ đô la trước dòng đi. Tôi làm lại nhé.
Đây là tuyệt đối đúng không? Tuyệt đối là dòng và cột. Nhưng mà cột thì chúng ta xét trong cột D đúng rồi. Nhưng mà dòng thì nó thay đổi nhiều dòng khác. Cho nên chúng ta xóa đô la cái chữ này đi. Dòng thay đổi thì xóa đô la đi. Lớn hơn 50 này. Rồi. Chúng ta nhận chữ format. Màu sắc, yêu cầu màu gì? Bị che khuất rồi không nhớ màu gì cả. Thôi ví dụ nhá. Nền màu vàng. Phông chữ màu đỏ. Đây màu đỏ đây, chữ đây. Và tôi có thể là cho thêm chữ này đậm lên. Ok. Đó thì những ô nào mà lớn hơn 50 thì chúng ta cho cái ô đó là nền màu vàng chữ màu đỏ và anh đậm lên. Được chưa ạ? Chúng ta nhớ là chúng ta tô màu cho cột này nhé, chứ không phải là tô màu cho cột này đâu nhé. Rồi tiếp tục sang bên này. Ở đây thì chúng ta có bốn cái câu thế này. Câu số 1, tô nền màu đen chữ màu trắng cho những ô nào lớn hơn hoặc bằng 150. Cái này thì chúng ta đi sâu về cái phần conditional. Rồi chúng ta làm vùng nào bôi đen vùng đấy. Có nghĩa là gì? Trong câu số 1 yêu cầu những ô nào trong vùng này lớn hơn hoặc bằng 150 thì chúng ta cho nền màu đen chữ màu trắng. Rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái này lớn hơn. Lớn hơn đây. Nhưng mà đây nó chỉ có lớn hơn đúng không ạ? Và trong này thì yêu cầu bằng nữa, cho nên ngoài này không làm được. Thì chúng ta vào phần new rule này này, nâng cao lên này. Và chọn dòng số 2. Thì dòng số 2 này có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta sử dụng các cái phép toán so sánh, khi mà sử dụng này. Khi mà chúng ta sử dụng nhá, các cái phép toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hay là bằng cái gì đó, không bằng cái gì đó, trong khoảng nào đó, ngoài khoảng nào đó, thì chúng ta sử dụng dòng số 2 này. Điều kiện so sánh. Rồi chúng ta chọn phần này. Between là trong khoảng, not là gì, ngoài khoảng. Yêu cầu là bằng, không bằng, lớn hơn này, nhỏ hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, nhỏ hơn bằng này. Thế giả sử mình có một cái đề bài nhá, lớn hơn hoặc 150 đúng không? Dùng cái này. 150. Và cho nền màu đen chữ màu trắng. Đó. Được chưa? Rồi chúng ta có thể làm lại một cái đề bài khác đi. New rule tiếp nhá. Dòng số 2. Ở đây là between là khoảng. Có nghĩa là tô màu sắc cho những ô nào nằm trong khoảng từ 300 cho đến là gì? 500. Ở đây thì chúng ta chọn là between trong khoảng màu sắc đây. Cho nền màu xám đi, ví dụ thế. Ok. Đó. Và tương tự thì chúng ta áp dụng cho những cái còn lại, ngoài khoảng, bằng, không bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn bằng và nhỏ hơn bằng, được chưa? Rồi chúng ta ôn lại cái phần này, lớn hơn hoặc bằng 150. Cho màu đen nền và chữ màu trắng. Đó. Rồi câu số 2 này. Tô nền màu đỏ cho ba ô lớn nhất. Có nghĩa là chúng ta xem vùng này ba ô nào lớn nhất thì chúng ta cho một cái màu đỏ. Thì chúng ta nhớ lại cái phần lúc nãy, lớn nhất đây. Đâu rồi? Top này. Đây ba ô lớn nhất này. Chọn phần ba ô đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong này chúng ta cũng có thể làm được new rule, chọn dòng số 3. Khi mà chúng ta sử dụng những cái điều kiện là gì, lớn nhất hoặc là nhỏ nhất trong vùng nào đó, thì chúng ta sử dụng dòng số 3 này nhé. Top lớn nhất, bottom là nhỏ nhất. 3 số lớn nhất chúng ta chọn 3 này. Và màu sắc gì đó, nền màu đỏ thì chúng ta chọn đỏ, nền màu đỏ. Được chưa? Rồi câu số 3 nhé. Tô chữ màu đỏ và gạch thân chữ cho những ô nào trên trung bình. Có nghĩa là gì? Ô nào mà nó lớn hơn trung bình của cái vùng đấy thì chúng ta cho một cái gì đó, màu gì đó, đúng không ạ? Rồi đây chúng ta dùng cái dòng này. Trên và dưới trung bình thì chúng ta dùng dòng số 4, trên xuống. Trên trung bình này, dưới này. Trên bằng này, dưới hoặc là bằng này. Một số gần nhất phía trên này, một số gần nhất phía dưới này. Hai số gần nhất phía trên này, hai số gần nhất phía dưới. Rồi thì đề bài yêu cầu trên, tôi chọn là bold. Below là phía dưới.
Những ô nào trên trung bình chúng ta cho một cái chữ chữ chọn phông một đỏ này và gạch ngang chữ này, đó chúng ta thì gạch thân chưa đấy, và nền màu đỏ, tức là tôi nền màu đỏ cho những ô nào nó giống nhau nằm trong vùng đấy, có nghĩa trong vùng này ô nào mà giống nhau cho một cái màu gì đó. Đây chúng ta chọn trong này duplicate là trùng nhau hoặc là không trùng, trùng nhau này và không trùng này, màu sắc nhé, nền màu đỏ đúng không? Ok đó, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta đi vào nhé. Câu này ở đây yêu cầu là gì? Tô màu sắc gì đó cho những dòng nào có ghi chú là lỗ, dòng nào có chữ này thì chúng ta cho màu sắc gì đó. Đó thì đề bài đấy yêu cầu là chúng ta tô màu sắc cho cả cái dòng đấy. Nếu mà chỉ làm cái cột này thôi, ví dụ đề bài tô những ô nào có chữ là lỗ trong cột ghi chú thì chúng ta sẽ bôi đen cột này này, nhấn vào đây và chọn new rule và chọn dòng cuối cùng là sử dụng công thức bằng nhấn ô đầu tiên trong cột đấy, được chưa? Và chúng ta xóa đô la đi. Nếu mà chúng ta để tuyệt đối đấy, có nghĩa là chỉ làm duy nhất cái ô đầu tiên thôi, bằng cái gì đánh vào trong dấu kép bằng lỗ và cho một cái màu gì đó, được chưa? Và cái đề số 2 là gì? Tô màu sắc cho dòng, tức là thay vì từng ô một thì chúng ta sẽ tô màu sắc cho những cái dòng đấy, dòng nào nó có chữ này thì tô màu sắc. Rồi thì chúng ta phải bôi đen hết cái bảng đấy, conditional này, new rule này, công thức, nhấn dùng bảng trước và chọn ô đầu tiên nằm trong cột đó. Thì chúng ta set cột nào? Cột H, luôn set trong cột H thì chúng ta phải cố định cột H. Và dòng thì nó thay đổi nhiều dòng đúng không ạ? Trong cột này rất là nhiều dòng, cho nên là chúng ta xóa đô la đi. Thì các bạn hiểu đơn giản này, tô màu sắc cho dòng thì luôn cố định cột, tức là chúng ta ép bốt cái cột đấy. Đấy, tô màu sắc cho dòng thì cố định cột. Rồi chúng ta làm lại nhé, nhấn vào ô đầu tiên, chúng ta ép bốt cột bằng chữ lỗ. Rồi chọn format màu gì đó đi. Đó, được chưa? Dòng nào nó có chữ này cho màu sắc gì đó. Rồi, và cuối cùng là câu bên này. Tô màu sắc cho những dòng nào có ngành là quản trị kinh doanh và điểm thi lớn hơn 5. Ở đây nó có hai điều kiện, ngành là 1 và điểm thi là 2. Chúng ta chọn phần new rule này này. Và dùng công thức. Và thì chúng ta dùng hàm and này. Tất nhiên khi học những cái này thì anh chị em phải biết cái khóa học cơ bản trước. Nếu mà mình không biết khóa học cơ bản thì học cái này chúng ta không làm được. Điều kiện số 1 là ô đầu tiên nằm trong cột ngành. Và do chúng ta tô màu sắc cho cả cái dòng này, cho nên chúng ta cố định cột, cột D đấy, bằng này, quản trị kinh doanh này, phẩy này. Điều kiện thứ hai là điểm thi, chúng ta cố định cột tiếp, lớn hơn 5, đóng ngoặc. Và nhấn vào đây cho màu sắc gì đó. Đó, được chưa? Rồi thì mình sẽ quay lại cái phần sheet số 2 nhé. Chúng ta làm rồi thì nếu muốn xóa bỏ đi thì làm thế nào? Ví dụ trong 4 câu này tôi muốn xóa bỏ cái vùng này đi. Không phải là chúng ta xóa bỏ chữ số nằm trong vùng đấy, mà xóa bỏ màu sắc mà khi chúng ta áp đặt vào. Cách xóa bỏ thì bôi đen trước, conditional, và clear là xóa bỏ. Ở đây nó có hai chế độ, một là selected, tức là xóa vùng nào thì bôi đen vùng đấy. Và dòng số 2 có nghĩa là sao? Xóa hết những cái gì mà chúng ta sử dụng conditional nằm trong cái sheet đang dùng đấy. Có nghĩa là chúng ta xóa hết, thay vì xóa từng vùng một thì xóa hết luôn, không cần phân biệt vùng nào cả. Rồi tôi xóa từng vùng này, được chưa? Xóa hết thì chọn dòng này nhá, entire sheet. Đó, được chưa? Và tương tự trong cột này,
Bây giờ tôi có một cái đề bài này này, tô màu sắc cột điểm nhé, những ô nào lớn hơn 50 và những ô nào bé hơn 40, được chưa? Có nghĩa ở trong này nó có hai điều kiện trở lên một lúc áp đặt cho cái cột này luôn, hai điều kiện áp đặt vào một cột. Thì chúng ta bôi đen này, chọn phần là manager rules, tức là nếu mà nhiều điều kiện một lúc thì chúng ta sử dụng cái phần dòng dưới cùng nhé, manager. Và new rule là điều kiện số 1, lớn hơn 50 này, chúng ta chọn cái này, lớn hơn 50 đây, cho một cái màu vàng đi chẳng hạn, ok nhé. Đây xong điều kiện số 1, tiếp tục điều kiện số 2, new rule tiếp, chọn dòng này, so sánh mà bé hơn này 40 này thì cho một cái màu xanh đi đó, ví dụ thế, ok ok đó. Thì các bạn kiểm tra lại xem ô nào mà lớn hơn 50 thì cho màu vàng và bé hơn 40 thì cho màu xanh, còn những ô nào nó không thuộc cái điều kiện đó thì nó không có màu gì cả, hoặc là màu trắng, đúng không ạ? Tức là mặt đỉnh nó màu trắng thôi, tức là chúng ta không tô màu gì hết. Rồi thì qua đây thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là chức năng conditional và chúng ta áp dụng của nó như thế nào.